giờ đây tảng đá linh thú hàm hết như trên tảng đá khổng lồ trên ngọn núi Ba Thê đã cách xa khỏi mình mẹ rất là nhiều rồi các bạn ơi. Và nơi này cũng chính là nơi mà những cái tảng đá lúc trước ở núi Ba Thê vừa mới lăn chấn động cả một vùng luôn. Ngọc Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn. Thì rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người thân yêu trong kênh YouTube này của con Phố Hoài Thương nha. Thì hôm nay là một địa điểm rất là đặc biệt mà thông tin người dân cho biết. Ở đây thì có một chuyện có thể nói là chấn động luôn quý vị. Bây giờ tảng đá nằm ở trên cao khổng lồ ở trên con núi Ba Thê này đã tách ra khỏi mẹ, tức là chuyển dịch chuyển thêm nữa quý vị, rất là xa rồi. Và hôm nay biết như thế nào thì Hoài Thương sẽ đến đây hình cho cô chú anh chị em ta cùng xem. Và nơi đây thì mình sẽ đứng và đi từ cái hướng bên này, sẽ đi qua bên cái ngọn bên đó, tức là nơi đó thì có là thạch đại đao và cũng như là nơi tảng đá lăn xuống đó quý vị. Sẽ xem như thế nào hay cập nhật thông tin cho bà con chúng ta được biết nha. Ủa anh nói cái này là nơi đây là thờ, cái này là nói thờ gì? Trước đá đó là có hình mặt ngài là đá bịa đó. Ồ vậy hả, ngộ hả? Dạ. Và cô chú dành cho chúng ta có thể nhìn thấy tảng đá này là như thế nào và giống như gì thì có thể bình luận cho mọi người được biết nha. À mà khác là ngộ của chú anh chị ơi, thì mọi người nhìn ha, tảng đá hình dáng và cũng như mặt mày mắt tai mũi hay là miệng như thế nào đó thì rất là đặc biệt của chú anh chị. Mọi người có thể bình luận cho mọi người biết nha. Kính thưa cô chú và anh chị em, thì hôm nay là Hoài Thương cũng như là anh Kha và anh Hòa hôm nay đi lên núi, thì nghe nói là đây tin chấn động rất là đặc biệt về cái tảng đá khổng lồ cũng là xa bên mẹ gần cả mét như vậy các bạn. Cái điểm này chuẩn bị rơi như nào đó mà không biết người dân cho hay. Hôm nay đến đây có một chú cô chú anh chị và nhiều thì đến đây là cũng có duyên gặp được Hoài Thương và chị anh em đến đây để mà chia sẻ, thì ta cũng đòi đi theo để mà xem cũng như là khám phá nơi này. Đây là cái đường rừng đi qua bên đó, đi qua bên kia những cái chỗ mà cục đá nó nhìn thấy cái bằng chỗ nào nó như thế nào cũng hơi rất là nay cũng không ngộ cho có duyên cứ gặp chứ bình thường mình không có được đi rừng như vậy phải không? Dạ tại vì mình muốn tìm hiểu cho cái chuyện lạ không à. Sao rồi cho mọi người xem băng rừng gì không đó cô chú. Đi chỗ này không đó. Lý do kỹ thuật mà nó qua chị thôi. Đi xe cổ tới luôn. Dạ. Mặt chạy rồi, đuổi chui trước rồi. Con mắt đi cũng khỏe vào.
hồi hộp đi đến đó mình tìm hiểu một cái nơi chỗ đó có thám hiểm như thế nào. Thám hiểm không? Phải không chú? Phải. Cô sao được không cô? Được nha. Dạ. Đi trước rồi. Ai chỉ đợi Phật chứ nó không còn. Lên qua đi chứ dẫn đầu đi qua. Em thấy anh Hoài chắc hơi cởi áo này qua bỏ bị quá. Áo này em thấy không xong rồi đó. Bữa nay cũng rất là có duyên ha bà Thương ha. Dạ, tính đâu là chỉ hai anh em mình đi thôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không ngờ lên đây lại gặp anh em. Cũng có duyên, có nghĩa là các cô chú cũng đồng chí hướng. Dạ. Rất là muốn tìm tòi. Đó tìm tòi. Rồi. Khám phá tìm hiểu đó ra sao ha? Rồi. Nhưng mà Hoài Thương ơi. Dạ. Mình lên đây rồi mình kêu tên Hoài biết chuẩn bị cô chú làm đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mình không nói tên thì biết ai giờ quá nhiều người rồi. Đúng không? Thì ông cũng đến đổi ha. Dạ. Cũng nhờ chư thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi gia hộ độ trì cho đoàn đi được bình an, người ta khỏe chân nha. Chưa đâu anh, thôi mới bắt đầu tới cái gì. Mới vô đây mà. Sao mà bò trúng bụng đầu hoài vậy ta? Tùm phòm đi nha. Thôi chú anh chị đi rất là thịt khổ nha. Đợt này về, ở căng ra quá luôn rồi. Sao móc cái đầu quen gái vậy ta? Gái. Gái đó. Bởi vì gai các bạn ơi. Gai. Thấy khỏe. Chú nhìn nhìn nó nhìn con nha. Rồi. Dạ kính thưa cô chú và anh chị em. Thì tiếp tục cuộc hành trình. Và đây thì ngoài thương thấy là có một cái tảng đá mà cũng nứt ra quý vị các bạn, không có để chữ ở trên đó là cái gì cho nó đỏ không đọc rõ, cái gì như là điện ngũ hiền thủ hay cái gì đó. Bây giờ mình tiếp tục đi thôi nha cô chú anh chị. Mọi người có thể thấy rằng á là bây giờ cũng khoảng chiều rồi các bạn, bây giờ cũng đang ở trên núi, tại vì đi trong cái đường rừng là không biết như thế nào nè. Mọi người đâu hết trơn rồi. Hoài Thương cũng hơi đuối á, nên đôi khi cũng đi phía sau sau xíu các bạn. Ôi ơi, quang cảnh ở đây đẹp quá các bạn ơi. Mình đi dài dài lên trên nữa ha. Chỗ này mình thấy sao xả rác quá. Mình cũng mong rằng người dân chúng ta đi núi đi chùa cũng có ý thức chút xíu. Tự nhiên tới đây, ở cái chỗ này là mình thấy người ta có một cái bệ người ta xây chỗ này, cái gì mình không biết nữa. Cái đó cái gì đến trước vậy ta? Sao đứng đây hết rồi. Người ta đang đục á. Ở đây à. Ủa Quầy Thương. Hello chị. Dạ lâu quá. Bây giờ mình xuống dưới thì không nên. Tại dạ. Vì nó hở trơn, bữa hổm anh quay đó nó hở rộng lắm rồi mà hồi dài không biết nó có hở nữa không. Mà bây giờ hiện tại bây giờ dưới đó như thế nào em? Dưới người ta đang đục dưới. Ở dưới chân dưới chỗ cục đá bữa hổm mình gớt đó ha là dạ. Người ta đang đục dưới á. Còn dạ. Trên này á thì anh không, nãy giờ anh không có lộ qua. Dạ. Anh lội vòng qua bển anh coi ta đục anh đảo lại thôi. Dạ. Còn trên này nó hở lắm rồi mình lội qua lỡ dài quá nói cho cưng dài qua dạ. Bển rồi. Ngặt mà... đi lội trơn giờ anh phải đi dễ lại chắc này. Dạ, hai vợ chồng đi hả? Dạ. Dạ hồi nãy em đi tính làm cái em với một anh thôi mà hơi có thêm anh quà rồi đầu cô chú anh với cô chú này nè thấy rồi cũng đi chung. Dạ thôi vậy em chúc anh chị khỏe nha. Dạ, cũng như đi luôn bình an.
Vâng, chào anh chị. Ấy giùm cho em mà ngày anh đi sớm giờ gọi với ả lại nói gì hiện tượng gì anh cũng không ớn đúng không? Hiện tượng bây giờ nó sạc ra lắm hả? Đúng rồi. Bây giờ mình đi lại cái chỗ đục được không? Được. Được. Ở đây bây giờ mình đi. Đi lội qua đó rồi qua bên Hà Âm Sơn Thằng đó mình biết rồi, rồi lội vòng qua bên chỗ cái chùa của thầy bên đó mình biết rồi, thì cái cấp đi xuống đó thì người ta à, cô chú anh chị, theo như mọi người thấy nè, đây là như là cái nơi mà gọi là quân sự mà máy bay xưa cái gì đây ha. Bây giờ tới các bạn, băng qua khu rừng này cũng mệt quá, cũng rất là vui luôn khi mà đến được cái này để mà chuẩn bị ghi hình cho mọi người xem về cái tảng đá. Nghe nói là đã hở ra rất là nhiều rồi, có nguy cơ cũng lăn xuống hay sạt xuống gì đó nữa, không biết như thế nào vậy sao. Thì bây giờ Hoài Thương đến đây để mà ghi hình cho cô chú anh chị chúng ta cùng xem. À đây nè cô chú anh chị, phía bên đó đó là Thạch Đại Đao đó. Cái cầu này là cầu bắc qua, mọi người nhớ để ý cái bữa hổm mà khi mà Hoài Thương quay cái video trước á, mọi người thấy cái cầu quá lại cầu này nè. Đó thì mình từ bên kia băng qua tới bên này đó các bạn. Một đoạn đường khá là xa. À, với những cái trông gai trắc trở gì đó cũng đi qua cô chú anh chị. Và bây giờ đi xuống dưới đây. Và bây giờ sao anh Kha? Đi đúng không? Đi cẩn thận. Ở phía trên này là Thạch Đại Đao này ha. Đi nó khẽ thôi. Ừ. Chú nhìn cho. Có dẫn đường qua không? Đi. À, chở bà con. Đi thì nó khẽ thôi chứ đi thì chậm. Đúng rồi. Rồi. Tại vì nguy hiểm quá. Dưới người ta đang đục đẽo. Đang đục đẽo ở dưới nữa. Rồi cái nước cô chú và anh chị. Thì bây giờ tiếp tục hành trình mình đi nha cô chú anh chị. Cái điểm này mình đi băng rừng xuống nha anh Kha. Anh Kha có đi đường này lần nào chưa anh Kha? Không có đi khúc nè. Này có nghĩa là chỉ tới một khúc thôi chứ chưa tới cái khúc mà tảng đá đúng không? Đi xuống nè nghe gắt bỏ chạy nè. Ừ, qua bữa sau đá sạt xuống đó. Đúng rồi, đó sau đó là nha. Đi xuống khoảng 500 mét các bạn. Nghe nó biết đặt không ổn. Ê, không được rồi, không được. Chú làm sao có cầm cái gì không cầm dùm con cái này. Chưa. Ừ, ít đi lắm. Tôi thì nói đi cũng tài xế chở khách đi thường lắm nhưng mà tôi cũng ít có đi đường như vậy. Dạ, lần đầu tiên đi đường này. Chú cảm thấy như thế nào khi đi đường này vậy chứ? Đi đường này thì đó nó đường đi cửa này thì nó hơi khó khăn nhưng mà đều mình có dây có đồ gì thì mình chằng chằng xuống mình đi được bình thường. Dạ. Đi tìm hiểu mà đường núi mà phải vậy rồi. Dầu gian nan giả sắt chẳng nài mà đi được. Này để tìm hiểu. Thank you.
chú cầm cái máy. Cầm ngay vậy phải không? Cầm. Cảm thấy mình đi bữa nay thấy sao mấy chú? Hỏi mấy ông già già này đi coi, nãy ông có mệt mà ấy gì không? Khỏe không? Khỏe rồi, đi rồi, đi. Không có băng mà mình đi là gần lành đi cũng được. Sao đi khỏe không? Khỏe, rất là khỏe. Thấy mặt ông không chứ có thấy mọi người đâu, hiện giờ đang quay ông không đó. Ủa, vậy hả? Ờ. Kìa. Quay. Ủa. Ờ, để vậy là quay mọi người đó. Vậy hả? Ừ. Chà, đây là... Tớ đang thấy anh hai đó. Thấy mặt Kim Tinh. Này. Bữa đầu tới chỗ đãi chưa? Chưa đâu. Hình như có nữa. Giờ nó không còn nguyên em. Dạ. Nguyên không? Hình như phải không để ý nó quên tiêu rồi. Ai phá cái trò này với ta? Ừ. Hả? Ai phá cái trò này vậy? Cái trò này là cái điện thoại gì đây? Trời, nó phát ảo quá. Thêm mấy cái đồ mẫu cúng ta để bản không? Hả? Đồ mẫu cúng này kia trong đó ta để bản kìa. Hả? Đó. Đó anh. Trong cái thiết kìa. Cúng ông ơi. Hả? Anh Hoàng nói chính quyền bên đây gặp không cho. Phải không? Không biết. Không biết ngoài bà thương ông đi tới nào. Không nhớ. Không đi hả? Bây giờ mình đi xuống đường này nè. Đi xuống đường này. Ủa, hai cái hả? Đi xuống dưới đây. Nhưng cái này nè, nhưng cái này đang dịch xuống đây gì nè. À, kính thưa cô chú anh chị, bây giờ mình tiếp tục mình đi thôi. Ghê quá vậy. Dạ. Đúng rồi. Mày giật cắm ở dưới á. Mày chú người chớp. Lên, ở đây nguy hiểm lắm nha. Chỗ này nguy hiểm lắm. Đi từ từ thôi. Tới thẳng thắn rồi. Tại ở đây thấy không kìa anh? Hả? Mấy anh chỉ cho anh coi. Cô chú anh chị. Ai đi đâu ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Nè mọi người, có thấy không anh? Thì không dám xuống. Dám xuống. Thấy cái máy của kia luôn không anh? Dạ. Ừ, nó sạc ra rồi kìa. Anh coi cái máy kia kìa anh. Nè, để cái này. Khoan để em chỉ cho mọi người cái thấy luôn không? Cô chú anh chị.
mọi người thấy nè, cái thắng đá này là khổng lồ nè, là ở trên nè, cái chỗ kia nó gây dưới rồi, cái này là cái hàm ếch đó. Mà bây giờ nó tách xa ra rồi, nó xa này cỡ nhiêu nha? Nhiều lắm rồi, tầm tầm cây lấy trên cây đâu đó. Cây đâu ha? À, nhiều lắm rồi. Đi để các em lên, các em lên nha. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy á. Thì bây giờ ở bên dưới các bạn, ở bên dưới là các lực lượng của chúng ta bây giờ đang giải phóng cái những cục đá đây rồi. Rồi cái cục này là chú thấy không chú? Chú thấy cục này tách xa mình mẹ chưa? Tách xa căn ngoài luôn, nó hở ra ba cái rễ cây ta luôn. Ừ, nó hở ra xa lắm rồi. Đúng rồi, có nghĩa là cái cục kia ở dưới mà hở mới lại lăn dưới rồi đúng không? Mà bây giờ là cái cục này đã nằm ở trên nè, mà bây giờ cục này thì nó hở ra cỡ này nữa rồi, hở tách ra xa cỡ này nữa nè, thấy không đó, hở cái đường dạ, mà đây nó đắp ra. Anh đo thử coi nè, nhìn nè, một cái cây này, cái cây là cô chú cây đó gần mét rồi, mét gần mét nè, ra xa cũng thấy nè, hơn mét nè, nó tách ra xa hơn mét luôn, có nghĩa là cái này nó nguy cơ nữa đó, thấy không? Nó tách xa mình mẹ xa dữ mà. Hơn cái cây này nè, nè cây Việt Nam nè. Lọt cây luôn rồi. Cái cây em ngày hôm qua thì anh thấy có một số đồng nghiệp đo là vừa hến cái cây. Ừ. Nhưng mà hôm nay bỏ cái cây ra xa lắm rồi nè. Mà mấy bữa trước em quay nữa là không có sai cỡ này đâu anh. Mà bây giờ xa nữa rồi. Kè kè kè. Anh thấy ngoài đó không? Cục kia nó gớt xuống rồi kìa. Mấy cục này nó dành nhóm rồi cho anh nè. Cục này nó nhóm rồi. Mẹ anh. Dạ, mấy cục trước này nè. Ở trước kìa. Đúng anh. Nó nhóm xa bỏ nó gớt ra luôn rồi, nhóm gì nữa không mà thương nó mấy cục nó nhỏ nó gớt không có đi được nè. Yeah, cái này là ở dưới kìa, đó đó, anh thấy phía dưới đó, phía dưới đó là cái chỗ mà thằng đá sạc như đó 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 đó, đó. Dưới đó đừng bớt dưới đẹp, đừng đừng có đi xuống dưới, anh đi xuống dưới mới không á, tại vì ở trên này là khi mà anh đứng ở trên này sợ tác động gì mới không, nhưng thấy nguy hiểm lắm. Đúng rồi, ở dưới ghê lắm, tại vì trên này đang ở trên này mà giữ giữ trời kìa, kìa bên kia mới ghê nữa luôn, cái miếng nó kẹt kìa, tách tại luôn miếng luôn kìa, nó bỏ nguyên nguyên miếng luôn kìa, cái miếng đó nó bỏ gần bên nè, đây nè, cục này nó rớt ra này nè, thấy không, nó đặt qua luôn nè. Anh Hòa thấy như thế nào? Anh Hòa hả? Anh thấy như thế nào hả? Nhìn thấy mình đỡ móc luôn, mình thấy cái này tách ra trơn nè. Ừ, tách nhìn thấy ghê không nè, tách ra trơn luôn các bạn, cô chú anh chị. Ê mà anh nhìn mà nè nè, mà anh nhìn cái tảng đá này nhìn thấy giống gì không hả? Anh nhìn cái tảng đá này thấy giống gì không nè? Đó, anh nhìn vô cái đó kìa, giống à nè, đó thấy giống như cái đầu hay là cái gì không? Các bạn chúng ta, nhưng mà thấy nhìn thế nào thì lẫn của thương biết nha. Anh cầm gì, anh cầm cái cây này giùm em ấy. Anh cầm cái này giùm em ấy. Hả? Anh cầm cái cây giùm em xuống dưới. Cầm đi. Em đi xuống à? Em không quay được. Chúng mình lấy cái cây quay đi mà quay thêm. Cái cây này anh cầm dưới đây, anh cầm dưới đây. Dạ. Yeah. Để quay tắt tên này quay máy được rồi. Đi xuống dưới cầm cái tay đi quay nữa. Ừ, dưới đây cho em à. À, quay đây cho bà con coi. Nghe ghê em. Đi ra đó được không nè, cái đường này là đi xuống cái tảng đá ở dưới luôn nè. Đâu? Đi xuống dưới luôn nè. Này ừ. Đi trên này xuống nè. Bước bước trên này xuống nè. Ủa, chỗ này nó rớt ra luôn vậy thứ. Chị nó rớt ra nãy giờ mà anh không hay hả? Em nói nó rớt ra từ nãy giờ mà. Ở dưới đằng đó nó tạt gần như vậy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con quay những cái thước phim này chia sẻ cho bà con xem. Vì mong cho vị sơn thần, cho vị các ngài
và hộ cho con quay những cái thước phim này được tròn vẹn và thành công tốt đẹp trong cái buổi ghi hình hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, mọi người nghe đục không? Anh đục đá dưới anh. Anh cầm này em xuống dưới thử được không? Xuống cái đường này là đi xuống dưới cái chỗ mà cái mỏm đá hàm ếch á. Không biết rồi nha. Cho nên em thấy là nó ghê lắm đó, tại vì đang đứng ở trên cái này là không có bám với đâu hết á. Tức là cái chỗ này là một cái hàm ếch á, hiểu không? Anh hiểu rồi, nhưng mà em đừng nói nữa, đứng lên vô đi. Đi lên đất bằng đi. Đi xích lên cái qua. Lên lên qua. Đây đừng có đạp đây nha, đây nó sập á. Ghê quá. Đi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, xích lên xíu. Bên này có gì không? Kìa kìa kìa, mọi người thấy không? Tảng đá nó rớt ra luôn kìa. Vô chung chị. Này rớt ra xa luôn rồi. Tắt nứt ra rồi. Anh Kha thấy như thế nào với cái tình hình này anh Kha? Anh muốn đi ra đó quay cho bà xem rồi em nó rớt. Không sao mà dám ra? Cái mỏ nó giống như cái hầm ếch vậy đó. Có nghĩa là đúng rồi, có nghĩa là nó chúi xuống bất cứ lúc nào đúng không? Đúng rồi. Ra là khi mấy chú đang đục ở dưới nữa. Tại vì sợ nguy hiểm mấy chú ở dưới anh mấy người ta. Lắm chú đó đó. Nhưng mà cái này là anh đạp xuống đó nó bước xuống. Chú anh em mình xuống em. Đây đến đây rồi. Chứ đi. Làm đi làm có. Anh qua đi không? Anh không đi, anh ngồi đây cầm máy ra ngoài thương cái đi. Ừ. Hai anh em xuống dưới khám phá rồi sao? Đã đi đây rất là khó rồi. Anh không xuống thì anh ở đây đi. Anh ở đây nói cho bà con nghe đi. Xuống dưới luôn hả? Em muốn xuống tới đây hả? Em xuống dưới em quay chút hả? Ừ. Anh coi chừng cục đá đó nha anh. Đưa cho anh cầm cái đi ngoài thân. Chú anh chị, bây giờ cố gắng đi mà ngoài thường đi xuống dưới chỗ này. Tại vì bữa hôm đi nó khác cô chính chị. Bữa nay đi lại khó hơn nữa. Không anh vùng quá à. Vùng thì đi quay bên kia đi anh. Để rồi mình đi tranh thủ lên. Ừ. Cái này là cái chỗ mà ghê tảng đá nè. Đúng không chị? Đây ở dưới đang đục ở dưới. Đá bờm ở đây nè. Lăn ghê như đó đó. Đây là cái mỏm lên trên, em tính leo lên trên nữa bằng như là bây giờ ở trên cái gì luôn. Dạ. Đây mà, ở trên nè. Trên những cái bảng, trên một cầu em leo qua đỉnh đầu đó mà em không dám anh. Đầu cái hàm ếch nè. Nhưng mà nó quay cho bà con hết sức luôn á, mọi người ra. Mà này thấy giống như một cái gì đó. Chứ phải đơn giản đâu nha. Thôi rồi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chỉ quay cho bà con xem thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Anh quả cầm cho em cái này luôn coi, anh cầm một tay. Cái cục này là nó đã ngã rồi. Anh cầm cho em cái này coi. Nó khỏi luôn. Em xin tính cầm một bên này để mà em đi, có đi muốn chết nha. Em nhờ anh Nam mô A Di Đà Phật. Cô bác. Nam mô A Di Đà Phật, cho con xin phép con ghi hình ở đây một lần nữa cho bà con xem cảnh hôm nay là như thế nào. Ở trong đó có cái hang mà không có dám vô trong đó nhiều quá vậy. Thấy ghê quá à. Nước gai kìa anh ơi. Nước gai kìa. Cái cây gì không có chú anh chị? Thôi em đi ra rồi đó. Quay tới đây thôi. Em đi ra. Trông nó nguy hiểm lắm. Không được đâu. Hòa Thương cũng xin khách là video tại quý vị ơi. Tại vì trong đó là mình thấy bây giờ nó nhóm thì ghê lắm rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đi lên mấy anh ơi. Em mà nãy thấy nhóm trọng thì ghê lắm rồi đó. Rồi cái nước đổ. Dạ kính thưa cô chú và chị em. Lần thứ hai mà Hoài Thương đến ở đây để cố gắng ghi hình cho mọi người xem, nghe bà con nói để mà ghi hình cho bà con xem để biết cái hình ở trên này như thế nào. Chúng ta lên đây thì Hoài Thương khuyên nha, tức là chúng ta hạn chế
không được lên đây trong cái thời gian này, đã rất là nguy hiểm rồi quý vị. Những lời mà tôi muốn gửi gắm cho quý vị chúng ta trong thước phim này, ta cẩn thận hết sức có thể nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mệt quá quý vị.